Xin chào tất cả mọi người. Rất là vui khi Mai Phượng đã đồng hành cùng các chị em của Mega Passion một thời gian rất là dài rồi. Và thường ấy là mỗi một lần Mai Phượng review thì mọi người đều phản hồi rằng là khi mà mọi người mua cái bộ trang phục mà Mai Phượng review thì mọi người cảm thấy rất là hài lòng. Và đặc biệt là những cái hình ảnh mà Phương đưa cho mọi người hoặc những cái video thì quay rất là chân thực. Nên là khi mọi người nhận thì mọi người cảm thấy là rất là ưng cả chất liệu này, cả về kiểu dáng, mọi thứ đều rất là ưng ý. Nên là Phương nghĩ rằng là Phương đã có một phần nào đấy tạo được cái độ tin tưởng cho mọi người rồi. Nên là Phương nghĩ rằng là những cái bộ trang phục mà Phương nói ở đây thì sẽ không bao giờ là nói quá cả. Và chắc chắn là cái bộ trang phục mà Phương đang mặc trên người cũng như thế, mọi người nhìn đúng không ạ? Đây là một chiếc gọi là chiếc sơ mi váy, phải nói như thế. Nó là dạng sơ mi, dáng dài đấy, có cúc của cả phần dọc áo này đều là có cúc luôn nhá. Đấy, và là nó là sơ mi đuôi tôm. Đuôi tôm rất là xinh như thế này, xẻ hai tà này. Đó. Và nó có thể mặc thành váy như thế này bởi vì nó được tặng kèm một cái belt ở phần eo. Rất là xinh luôn. Cái belt ở phần eo thì mọi người hoàn toàn có thể là buộc thành nơ tùy theo ý mọi người. Buộc nơ cũng được, hoặc là thường ấy thì dáng của nó nhìn hơi cá tính một chút, nên là Phương đã quyết định là sẽ buộc theo kiểu khăn quàng đỏ như thế này này. Mọi người nhìn đúng không ạ? Nó sẽ giống khăn quàng đỏ. Buộc như thế này ấy thì nhìn nó sẽ cá tính hơn và trông nó đơn giản, basic hơn. Còn nếu mà ai mà thích là nhìn nó điệu đà hơn thì chúng ta có thể buộc thành nơ nhá. Đó, dáng rất là xinh luôn này, mọi người thấy không ạ? Nhìn nhá, chúng ta buộc cái veo vào thôi mà nhìn kiểu gọi là rất là dáng của chúng ta rất là đẹp luôn á. Đấy, khoe được tất cả các vòng luôn. Còn nếu mà ai mà thích mặc theo kiểu gọi là thích kiểu theo kiểu sơ mi ấy, thì mọi người hoàn toàn có thể bỏ cái belt ra cũng được. Đấy, như là cái mẫu váy mà Phương treo ở trên đây. Đây, còn có một màu nữa nha mọi người, có hai màu. Màu Phương đang mặc là màu đen. Ngoài ra thì còn có màu vàng này, vàng mù tạt ấy, nó không phải là vàng chóe. Vàng mù tạt thì rất là cá tính này. Đó, màu vàng cũng rất là đẹp luôn. Như thế này. Khi mà chúng ta chưa thắt eo thì nó sẽ là dáng rộng, dáng thụng như thế này nhá. Đó. Khi mà mặc dáng thụng như thế này ấy, hoàn toàn là chúng ta có thể là mặc với quần legging này đấy, hay là quần short giấu quần cũng được đấy. Hôm như Phương mặc cái này mà chúng ta mặc thêm một cái chân váy ở bên dưới cũng rất là đẹp nhá. Đây, Phương sẽ cởi cái phần đai belt ra cho mọi người nhìn rõ rằng là nếu mà chúng ta mặc thành áo sơ mi nó như thế nào. Đây, nó sẽ thụng kiểu như thế này nhá, mọi người thấy không ạ? Đó, rất là xinh này. Chúng ta sẽ phối, có thể là phối với cả quần legging hoặc là quần legging da cho nó cá tính, không đi bốt cũng rất là đẹp. Cái này thì có đủ size luôn, S, M, L và XL luôn á, mọi người hiểu không? Và nó là dáng hơi free size, tức là hơi rộng rộng một chút, nên là rất là dễ để chọn size luôn. Phương bình thường thì mặc size S đúng không ạ? Nhưng mà đây ví dụ như cái váy Phương đang mặc nó là size M, Phương mặc vẫn rất là đẹp. Nên là các chị em chọn size thì rất là dễ bởi vì nó là dáng thụng, nên chúng ta chọn size rất là dễ. Đấy, phần đằng sau là đuôi tôm này, vì kín đáo luôn.